cái ghế đầu nhỏ đi bộ này mua về bị chồng tôi khen ngợi. Công việc trước đây ngồi xổm làm bây giờ ngồi là có thể dễ dàng làm được. Hắn là bánh xe vạn năng, di chuyển rất mượt mà, ngồi chỗ nào thì cút đi. Hơn nữa bề mặt phục hồi cao ngồi lâu cũng sẽ không mệt mỏi. Bình thường tháo dỡ chuyển phát nhanh làm việc nhà hay gì đó là giải phóng eo cũ. Ngay cả đưa bước bê học đi bộ dùng nó cũng rất thơm.